vẫn cứ là đơn giản. Xin chào anh em, và ngày hôm nay mình có dịp ghé đến tiệm sửa xe của anh mình chơi, và cũng như mình sẽ review cái dòng máy xiết bu lông cực kỳ nhỏ gọn này ngay tại đây luôn nha anh em. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng máy xiết bu lông 380 Nm. Về thiết kế và công suất thì vẫn giữ nguyên với lực xiết tối đa là 380 Nm và sử dụng dòng chân pin phổ thông. Anh em có thể sử dụng chung với cái dòng chân pin Makita thông dụng trên thị trường, và anh em vẫn được tặng một đầu chuyển từ bu lông sang bát bít kèm theo. Điểm khác biệt lớn nhất là ở phần cấp điều chỉnh, anh em có thể điều chỉnh được 3 cấp tốc độ ở phiên bản này, nhiều hơn một cấp so với các phiên bản trước, và cục sạc sẽ chuyển sang màu xanh đặc trưng từ thương hiệu Decton. Tháo cái bộ xong. Rồi, đây là con máy Decton 380 Nm. Rất là nhẹ nhàng. Cốt bánh sau của xe lít sẽ siết lại. Ăn ngay. Để test thử một cái bài test khó hơn cho cây bu lông 380 Nm này, thì bây giờ mình sẽ dùng cái súng hơi này với cái lực cao nhất của cái máy là cấp số 5, và mình siết vào để xem cái bu lông 380 nó có sẽ mở ra không nha anh em. Ok, vừa siết vào. Qua dùng con bu lông 380 này. Rất là dễ dàng. Mình thử lại cho anh em xem một lần nữa nha. Vẫn là ở cấp số 5. Siết vào. Ok. Bây giờ mình sẽ test lại cây 380 này. Vẫn cứ là đơn giản.